cái dấu nóng nó đặt trước con cầm. Không, cái chai xoa bóp thì cao nóng năn năn này. Dạ, em Nga xin chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị em. Mọi người ơi, hôm nay nhà em làm tất niên. Cái bà dì này hôm nay bảo đi quán gội đầu, người ta nghỉ hết rồi, bắt buộc phải gội ở nhà đây. Bà chị gái hôm nay sang sớm để làm cỗ cúng tất niên. Đúng ra là ngày mai người ta mới cúng tất niên cơ, nhưng nhà em đông người, thế là cúng hôm nay để mai cho các chị về nhà các chị cúng. Thế là phải chia nhau ra để cúng trước tất niên đi, rồi mai mình chỉ sắp hương lại là được thôi. Chị em đi chợ mua ngô về luộc cái đấy này. Sáng sớm là thấy ngô ngon quá nên là chị mua sang một ít, ăn nóng hổi luôn. Cỗ bàn nhà em đã đang chuẩn bị dọn đây. Thịt rồi, thịt trâu rồi, chả cá. Bà chị thứ ba còn đang đi chợ tiếp, hôm nay cũng không có nhiều mấy. Tại vì hôm nay cũng chỉ làm 2-3 mâm thôi chứ không có đông mấy. Tại vì các chú các thím cũng ở nhà các chú thím nữa mà. Đây này. Tối qua mấy chị em đi ăn hàu đấy. Ngon chưa? Ngon lắm chị ạ. Yeah. Bật 2 phút thôi là được chị nhá. 2 phút ở chỗ nào? Để em bật cho. Đấy, 2 phút đây. Đấy. Số 2 đấy. Bây giờ cho trong nồi vi sóng quay lại. Ăn hôm qua mua về cho bà nhưng bà ăn có 5 con, hắn còn 5 con. Thế là để đấy. Không bao giờ được ăn á. Ai bảo tối qua gọi đi ăn thì không đi. Mấy chị em ăn vật vã là. Không được. Mấy lần chị Nguyệt đi ăn buffet cũng không ăn nhỉ. Khiếp lắm, việc dại ấy. Vất việc ở nhà đi ăn với chị em cho vui mẹ con đi. Xin chào bà cả nhà ngô nhá. Chị mới sang mua ngô luộc cái nóng hổi. Không được nữa rồi mẹ ơi. Giặt vắt rồi. Vắt rồi, không được nữa, để mai. Quần áo giặt gần xong, bà bảo giờ ăn quên quần áo. Dạ, để đến mai mẹ. Thảo, đứng yên. Ôi, mẹ Thảo nhà em đang ăn ngô rồi. Sáng dậy không có chi ăn cả, tan ngô rồi. Đấy, gặm ngô ngon lành luôn. Thôi thôi, tối mới tắm ngay, tắm buổi này. Chị cái gì cả? Chị cái gì ở đây? Em đi tắm. À, đi tắm cơ. Ừ, đóng cửa lại đi, cháu vào đấy. Sáng ra mới ướt tay áo ấy. Dì ngoan mua cho cái mũ đội xấu như chó. Đóng cửa này. Khôn chưa? Vất ngô đi lại ăn hàu rồi. Ok. Ngon. Ăn một lần cả con luôn mẹ. Đấy. Thế cơ chứ nè. Hôm nọ bắt một rổ chai, một chậu chai to. Vâng. Thái ra nấu cháo. Vâng, thái ra nấu canh, nấu chuối rồi nó ngon lắm. Ôi ngon mồm mới sao. Thế thì bá còn được ăn con nào nữa không vậy? Một con thôi. Tối qua này không dám cho nó ăn. Ăn tối thôi. Ừ, thế nên là bây giờ ngon mồm này ăn đi kia. Nhà ăn mít này, mít của nhà đây, cuối trái mùa nó chỉ có nhỏ này nhưng mà đúng là đến mỏng đến da luôn này. Không có da luôn. Mít sạch ngon này mà. Vẫn bị đeo mất nữa nhỉ? Ừ. Ôi ngon thế. Chị ơi, cắt này ngon để thắp hương. Này để bóc ra một đĩa ngon để thắp hương các cụ ốm về bố. Bố còn sống hay mít cơ này. Đấy, ngon này. Hôm xưa anh mua ngô về anh quên đấy. Ngon không? Chị em nhưng mà mua kia giờ mới mua. Đấy, ngon không? À, ăn tận đến da đến cùi luôn. Không có một tí ấy nào đấy. Nguyên thì vô bản làm vlog thì ok. Đấy, ngon này mà. À, cứ thế này là ấy thôi, ngon rồi. Đấy. Hôm kia đi đánh bóng xong rồi bà Sơn bảo
cho cậu một bó tí. Có gì sao thì bó. Cần tây. Ừ, đấy, cái đấy thì được. Cái đấy em về để cả sáng cứ làm, nó cần tây luôn. Bám sát. À vâng. Anh ấy hắn nóng rồi nhỉ. Nó đi được đâu, không trúng. Kia uống nước hai lon hết. 4 lon hết chưa mà. Uống là con 4 lon. Uống như bò. Nem. Chả nem luôn. Ừ, dán lại cho bà đi. Dán gì cho bà? Dán nhiều nước vào đi, bỏ nước vào đi cho nó. Chú đáo chưa? Dì ngoan mua sữa tắm dầu gội nhưng bà không biết loại nào này loại nào. Bây giờ phải viết chữ vào đây. Dán. Em mới dán lên trên cao cho đỡ ướt để dưới nó ướt nó té. Ừ. Đấy, dán lên trên cao đây. Có mà sợ không biết dùng ấy. Thật đấy chứ, không biết loại nào này loại nào chứ. Cái nào là sữa tắm dầu gội không biết. Nó có một dòng chữ là sữa tắm đây nhưng mà chữ hơi bé sợ bà không đọc được. Ừ. Mắt em còn nhìn một lần nhỉ. Mấy ơi, thôi, đây. Có cái này thì không được, để đây đi nữa. Ừ thế à, em bọc túi bóng rồi được đúng rồi. Rồi, ok. Thế là bà nhìn được là bà tắm. Có cái bút to tí nữa thì ok nhỉ. Thế là được rồi. Đây là dầu gội đầu. Dầu gội đầu thì mẹ biết. Mà kệ ghi. Còn ghi không biết. Cẩn thận thế. Cái này là gì? Cái này là dầu xả. À dầu xả, à, đúng rồi dầu xả. Phải nhìn dòng chữ mới biết, cái nhìn nọ thì không thể biết được. Cái gì thiếu? Ở nhà một mình mẹ thế. Ông Chiến mua nó không nhiên đâu. Bon kia thì tôi tắm hết rồi, cái nào hết hạn sử dụng thì em bỏ đi rồi. Nè, về đã đọc hạn sử dụng rồi. Đây là cái nọ kem đánh răng. Mà nhìn chẳng biết như nào mà kem đánh răng cứ để ở kia. Từ hôm gì đi đến giờ có dùng đến đâu. Hôm nay gì mới bảo nó kem đánh răng ấy. Cứ tưởng là nước hoa hồng hay cái gì của gì ấy cơ. Ô chị ơi, cá làm món gì đây? À, sóc muối ở giáo rồi đấy. Sóc đi. Đây cả nhà 6 mẹ con tập trung lại làm cốt để cúng tất niên cho các cụ vị ông ngoại nữa đây. À, sắp đó đây hả chị? Mẹ mắm súp con làm hết rồi đấy. Nó còn một bát ở ngoài kia nữa. Cầm vào đây. À cầm rồi hả? Vâng. Cầm vào đây để cho mâm này. Dạ. Công nào từ sáng đến giờ của mẹ con gần như hoàn thành. Không không có tương ớt mẹ, con làm súp hay làm mắm thôi. Đĩa xôi ngon thế. Vâng. Vâng, chị đi xào thịt trâu đi. Ô chị anh em không cắt ra à? Chị. À thế hả? Dạ. Có ăn bún không để em đi mua bún nhỉ? Ừ hết rồi, nắm đi con. Món thịt trâu xào chua hào súp lơ. Ngon nhỉ. Sao nó có ra thắt không hả chị? Chứ phải luộc nó mới ra cái gân nó nhỉ. Cái xào nó chắc không ra nhỉ. Không, ý mà nó cái này vẫn là thăn nè, là bắp mà.
Nhưng mà phải luộc nó mới ra. Ngon thế. Toàn món ngon. Bà chị khéo tay món gì cũng biết nấu vậy. Thảo ơi. Bây giờ mẹ con đã làm cỗ xong, giờ bê lên để thắp hương ông bà các cụ. Bà đang cúng mọi người ạ. Có mấy chú nhưng mà chú chưa đến, thế là hơi muộn rồi, thế là bảo bà cúng dần đi cho các cụ về ăn cho sớm. Chuẩn bị ăn cơm. Bê em ở đây con. Ôi, các chú đâu rồi chị? Con đẩy cây đào núi vào cơ này. Khi nãy là cho ra để bà sắp hương cho dễ. Ừ, em đẩy vào. Ông ơi, ông vào đi. Nó ít nụ nhỉ. Vâng, mà nụ con bé lắm chú ạ. Cái này chắc phải ra mùng 5 mới nở được. Hết Tết nở là vừa. Cho nó cho nhà, để nhà con. Qua đây nghe bố mày đang tìm đấy. Ôi, cỗ bàn bao nhiêu là món ngon. Ôi, giờ còn đang ngắm một tí nữa đây. Trông nó dã man chưa này. Ôi trời, mặt như cái mặt mệt. Xa tí, năm nay đi. Nhanh nhanh ra ăn cơm. Nhìn cười bác ạ. Ôi, kinh chung ạ. 1, 2, 3, tách. Được rồi, được rồi, ra ăn cơm. Đi. Bạn đứng dậy được rồi các con. Ôi, mọi người ơi, cả nhà em ăn cơm đây. Quay mặt con à. Gì anh, cứ thích bỏ mặt ra quay rồi. Hết chua đầy ăn thịt sống xuống mà lấy. Gà ngon. Thảo ăn thịt gà giỏi hơn gì ngoan. Bao nhiêu là cá ngô còn gì nữa, gì Nga đang ăn khen gà ngon. Dai lắm. Bác hàng gà khổ luôn. Nó ác lắm à. Bác hai con gà khổ luôn. Bên hai là Xem cả nhà chị cả ở nhà phục vụ anh cả này chứ. Ơi Thảo ơi, bá ơi, xếp. Cả nhà ăn cơm giờ mới xong rồi này. Có bà Thím giờ mới vào, bây giờ chị em đang ngồi với bà Thím cho vui. Chứ chị em ăn xong hết rồi. Nhà em ăn xong rồi nha. Nó có nguyên một đội hình rửa bát. Mấy đứa em gái em dâu, tức là các chị không phải làm. Mọi người mỗi việc. Dạ, thế thôi mọi người ơi, giờ em xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em ạ. Dạ, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai ạ.